tử tại gia chúng con như thế nào để được lợi lạc nhất? Mê trả lời quá, quên để ý là bây giờ 9 giờ rồi, thôi trả lời một câu này nữa hết. Áp dụng cái lý vô ngã cho Phật tử tại gia thì quý vị có một vài cái phương pháp nên suy nghĩ như thế này. Chúng ta sống với nhau, đến với nhau là do duyên, do những cái nghiệp từ xưa mà chúng ta đến với nhau. Chứ trong cái dòng sinh tử luân hồi đó, vốn dĩ không có ai mà tồn tại lâu dài, gắn bó lâu dài, chuyện nó không có. Cái người này đó là vợ mình, là chồng mình, chẳng qua là trong kiếp này thôi. Do nhân duyên thì họ là vợ là chồng mình thôi. Nhưng mà ngoài ra họ còn vô số người vợ, vô số người chồng, có khi là họ sẽ còn gặp trong kiếp này. Cho nên cái chuyện mà họ có gặp lại, gặp ai đó, một cái chúng sanh nào đó mà họ thương, họ mến thì cái chuyện nó bình thường. Có khi họ gặp cái người đến sau, nhưng mà chẳng cũng là người vợ, người chồng, nhưng mà chẳng qua đến sau thì mình đến trước thôi. Và cái duyên, hễ cái gì do duyên mà nó xuất hiện thì nó cũng do duyên nó biến mất. Các hành là vô thường, nó vốn dĩ không có cái gì là của tôi hết. Cho nên ấy, nếu như nó là tôi, là của tôi, thì tôi có quyền quyết định nó phải như thế này, đừng có như thế kia. Nhưng bởi vì nó không phải là của tôi, cho nên tôi không có quyền quyết định nó phải như thế này, đừng như thế kia. Ông vợ, ông chồng, bà vợ của tôi thương tôi thì cũng do duyên, hết thương tôi thì cũng do duyên. Thành ra không có gì mà tôi phải đau buồn. Họ còn ở với tôi thì cũng do duyên, họ bỏ tôi họ đi theo người khác cũng do duyên, không có gì tôi phải buồn. Đấy. Rồi tấm thân này đấy, do không phải là của tôi cho nên là nó muốn bệnh thì nó bệnh, nó muốn già thì nó già, nó muốn chết thì nó chết. Không việc gì mà tôi phải buồn. Nhưng mà tôi vẫn phải sống làm người có trách nhiệm, tức là tôi vẫn phải đi làm, tôi lo để tôi hoàn thành trách nhiệm, tôi nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi con và làm các việc công đức. Và bởi vì tôi biết tất cả các pháp đều do duyên, cho nên tôi phải làm những pháp nào nó là thượng duyên, nó tăng trưởng, nó sẽ đưa đến những cái kết quả tốt đẹp, nó đưa đến con đường chấm dứt khổ đau, đưa đến con đường hạnh phúc tối thượng, thì đó mới là con đường đáng để thực hành. Đương nhiên ở đây không có cái gì là của tôi hết, nhưng mà sinh hoạt ở đời thì chỉ có hai cái phương pháp để làm thôi, là thiện hoặc bất thiện, ác hoặc là phước hoặc công đức, hoặc là công đức hoặc là phi công đức, mà chúng ta gọi là hoặc là ác hoặc là thiện. Thì chúng ta biết chúng ta sẽ không có làm những cái gì mà nó sẽ là cái duyên cho đau khổ, thì đó là sự áp dụng cái lý vô ngã. Đây không có gì là tôi, là của tôi hết. Bởi vì nó, nếu như nó là của tôi thì tôi có quyền tôi quyết định nó phải như thế này, không phải như thế kia. Nhưng nó không phải của tôi không có quyền quyết định. Tuy nhiên tôi biết các pháp vận hành do duyên, do đó tôi sẽ làm những cái việc mà nó là duyên cho sự chấm dứt khổ đau, nó là duyên cho sự hạnh phúc tối thượng. Còn các pháp thì cứ để nó vận hành. Tôi chẳng qua là tôi không làm những cái gì nó sẽ là duyên cho sự đau khổ mà thôi. Ví dụ như sự bám chấp vào tài sản, sự bám chấp vào người yêu, sự bám chấp vào các cái mối ràng buộc, thì đó sẽ là duyên cho đau khổ. Và tôi biết rõ do nó thật sự nó không phải là của tôi. Đấy, cho nên là tôi có thể buông. Nói chung á, thì nó có nhiều cái phương pháp để thực hành lắm. Thì sư chỉ đưa ra một vài cái gợi ý cho quý vị thôi. Và mong cho quý vị được cái sự an vui. Được sự an vui. Và xin chia đều phần phước này đến cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh